Hướng dẫn sử dụng máy may gia đình Nikka K60K. Trước tiên chúng ta sẽ mở công tắc nguồn ở bên hông này lên. Chúng ta bật cái nắp này lên để nhìn thấy những cái mẫu may nè. Để sử dụng máy thì chúng ta sẽ vào xúc chỉ trước. Ống chỉ, chúng ta kéo cái cọc chỉ này lên. Để ống chỉ vào. Thì trong cái túi phụ kiện nó sẽ có một cái bất để ống chỉ cho nó êm. Chúng ta để ở dưới ống chỉ cho nó êm. Con suốt không thì chúng ta cắm vào đồ đánh suốt. Chúng ta tạm thời để cái nắp này xuống. Chúng ta sẽ xỏ theo cái sơ đồ nét đứt để đánh suốt. Bước thứ nhất là chúng ta kéo vào đây. Bước thứ hai là chúng ta móc lên cái đồng tiền đánh suốt này. Móc từ bên phải như thế này nè. Rồi, chúng ta quấn vào con suốt theo chiều kim đồng hồ. Quấn mấy vòng cho nó bám vào con suốt. Rồi gạt qua phía tay phải. Chúng ta đạp máy chạy. Máy sẽ được tự động ngắt phần đánh suốt, không có chạy máy. Khi mà đủ chỉ chúng ta cần rồi chúng ta dừng, gạt lại qua phía tay trái. Nếu gạt qua tay trái thì máy nó mới chạy. Chúng ta lấy suốt ra. Chúng ta bỏ suốt vào máy. Để bỏ suốt vào máy thì chúng ta lấy cái hộp này ra. Cái hộp này chúng ta rút về phía bên trái như thế này. Rút nó ra về phía bên trái như thế này. Chúng ta mở nắp này ra. Ấn vào cái này, mở nắp này ra. Đây là cái thuyền của máy. Chúng ta lấy cái thuyền ra, cậy vào cái lẫy này. Đi ra. Suốt chúng ta bỏ vào máy. Suốt chúng ta bỏ vào cái thuyền. Kéo vào cái rảnh này. Để chỉ như thế này. Để chỉ qua bên trái. Chúng ta ấn vào giữa. Nhớ là chỗ này chúng ta phải ấn mạnh vào giữa cho nó kêu đúng cái ngàm nhé. Đây có một cái thanh này sẽ đúng cái ngàm trên đây. Đó. Rồi chúng ta ấn mạnh vào giữa. Đó, nó kêu một cái cọc là nó sẽ vô được. Đó. Chúng ta kiểm tra xem cái lẫy này, nếu nó có lò xo búng nè. Nó phải bỏ búng như vậy mới đúng. Còn nếu mà nó lỏng lẻo là nó chưa vô được, chúng ta phải lấy ra bỏ lại. Bắt đầu sợi chi trên. Từ ống chỉ, trước khi xỏ chỉ trên thì chúng ta lưu ý một cái bước quan trọng là nhấc cái chân vịt lên. Cái chân vịt này nè, ở đằng sau có một cái cần. Chúng ta nhấc cái chân vịt cao lên trước khi xỏ chỉ. Bước này rất là quan trọng, nó sẽ mở cái đồng tiền ra cho chỉ nó đi vào cái kẹp chỉ, cái đồng tiền kẹp chỉ. Rồi, từ ống chỉ cũng xỏ vào bước đầu tiên và không kẹp lên cái đồng tiền đánh suốt này nữa. Rồi chúng ta xỏ đằng sau. Rồi đi thẳng xuống. Từ bước này chúng ta đi lên, móc vào cái cò. Nếu mà chúng ta không thấy cò, chúng ta có thể xoay cái vô lăng. Chúng ta có thể xoay cái vô lăng cho cái cò nó đi lên. Móc vào cái cò từ bên phải qua bên trái. Thẳng xuống. Và có một cái chi tiết nhỏ ở trên kia chúng ta móc vào. Móc ngang như thế này. Tới đây chúng ta hạ chân vịt xuống cho chỉ nó được kẹp lại nè. Và chúng ta sẽ xỏ chỉ vào kim từ trước ra sau. Chúng ta quay kim lên hết nè, xỏ kim từ trước ra sau. Thì máy này nó sẽ có hỗ trợ một cái đồ xỏ chỉ tự động. Chúng ta tự xỏ từ trước ra sau cũng được, hoặc là chúng ta sử dụng cái đồ xỏ chỉ tự động. Cái đồ này thì mình phải quay kim lên cao nhất mới sử dụng được. Tay phải cầm sợi chỉ đưa qua đây. Tay trái kéo đồ xỏ chỉ hết cỡ xuống, giữ nguyên tay trái. Tay phải đưa sợi chỉ trượt vào cái cạnh của đồ xỏ chỉ đây, trượt sát vào cái kim luôn. Rồi kéo sợi chỉ lên, thả nhẹ hai tay ra. Nhớ là phải thả hai cái tay, không được giữ sợi chỉ lại. Rồi tới đây chúng ta sẽ lấy chỉ dưới lên y như là máy xưa đó. Tay trái chúng ta cầm sợi chỉ, tay phải chúng ta xoay một vòng. Xoay theo chiều máy chạy nha. Xoay theo chiều máy chạy. Xoay một vòng cho kim lên hết và cứ theo chiều máy chạy cho kim hơi xuống một tí. Đó là cái điểm để mà chúng ta lấy chỉ lên. Rồi, chúng ta sẽ bỏ vải vào máy.
hạ chân dịch xuống. Rồi trên máy thì cái núm đầu tiên này là cái núm thưa dày mũi chỉ. Núm này là núm biên độ dít dắt to nhỏ, đây có vẽ hình. Đây là cần lại mũi, khi chúng ta may chúng ta ấn xuống thì nó sẽ đi lui. Bên này là nút chọn mẫu, thì chọn mẫu chúng ta sẽ chọn theo như cái mẫu trên đây. Chọn mẫu chữ A, A là đường máy thẳng. Rồi, tương tự chữ B sẽ là dít dắt hoặc là theo cứ theo thứ tự chữ này. Và chúng ta muốn xuống được cái vị trí cái mẫu màu đen á, ví dụ như mẫu màu đen dưới đây thì chúng ta chọn chữ A. Chọn chữ A và vặn cái nút thưa dày này về cái chữ S1 thì nó sẽ chạy ra mẫu đen. Còn muốn chạy mẫu dưới này nữa thì chúng ta vặn qua chữ S2. Còn khi nó trong khoảng thưa dày 0 tới 4 thì nó sẽ là cái dải đầu tiên. Đây, sẽ là cái dải đầu tiên. Nên mình đang để cái dải đầu tiên. Chữ A thì nó sẽ là đường may thẳng. Rồi, khi mà chúng ta dừng á thì chúng ta xoay máy theo chiều máy chạy. Cho kim xuống. Xoay máy theo chiều máy chạy cho kim xuống và cứ theo chiều máy chạy để kim lên hết và hơi xuống một tí. Cái điểm hơi xuống một tí rất là quan trọng. Đó là cái điểm mà chúng ta lấy ra rất là nhẹ nhàng. Bên hông này nó có dao cắt chỉ luôn. Rồi, theo máy thì sẽ có một cái bộ chân dịch. Đây là túi phụ kiện cho nó. Đây là cái vít mở kim dùng để thay kim, kê vào đây để thay kim. Nếu chúng ta mở tay không nổi thì chúng ta mở bằng cái này và siết lại, siết mạnh bằng tay thôi được rồi. Đây là dầu máy thì lâu lâu chúng ta sẽ nhỏ vào ổ ở đây. Đây là chân dịch tra dây kéo, thì đặc biệt chân dịch tra dây kéo chúng ta chỉ được sử dụng chữ A là đường may thẳng và cái biên độ dít dắt này dặn về không nha. Nếu mà sử dụng sai có thể gây gãy kim. Đây là chân dịch đâm nút thì sẽ sử dụng chung với một cái mặt để che bằng lừa lại và gắn chân dịch này vô. Sử dụng đường dít dắt chữ B để đâm hạt nút. Còn đây là chân dịch thù khuy. Thù khuy thì chúng ta sẽ dặn qua mẫu khuy. Mẫu khuy thì nó không có chữ. Đây là cái mẫu khuy. Cái độ thưa dày của cái khuy thì chúng ta dặn về nhỏ hơn 1. Đó, ngay hình cái khuy luôn. Còn cái biên độ dít dắt chúng ta sẽ mở ra, tức là cái này biên độ ngang của cái khuy á, chúng ta mở ra số 5 hoặc số 4 tùy chúng ta. Rồi cái độ dài của khuy sẽ bằng cái hộp nút chúng ta thả vào đây, đẩy ra nó sát hộp nút. Chúng ta gắn vào chân dịch. Để thay chân dịch chúng ta ấn cái cần này, ấn lên, nó rớt ra. Bất kỳ chân nào cũng có một cái thanh như thế này và chúng ta đưa vào đúng vị trí. Cái thanh đó đúng vị trí, chúng ta hạ cái cần chân dịch cho nó rớt xuống là nó sẽ dính vào cái thanh đó. Rồi, mẫu khuy đặc biệt phải cần kéo cái cần khuy này xuống. Kéo cái cần khuy này xuống, ấn ra phía sau thì mới chạy được. Rồi, chúng ta đưa vải vào. Cái độ dài khuy rồi chúng ta ngừng lại, nó sẽ tự động làm ra một cái khuy cho đến vị trí ban đầu, chúng ta sẽ dừng lại không chạy nữa. Và để làm cái khuy kế tiếp thì chúng ta phải đẩy cái cần này thêm một lần nữa, đẩy cái cần này ra phía sau thêm một lần nữa thì chúng ta mới làm được cái khuy kế tiếp.